trong các chàng trai đó em chỉ thích một người thôi, vâng, giả sử là Minook đi, vâng, mà Minook không có thích em thì em thôi em đi ngủ tiếp chị. Ủa vậy đơn giản quá vậy. Em không máu chiến để ví dụ em như, không, như, em... như Yuna chẳng hạn. Vâng. Ừ, đó. Không, em thì em không biết mọi người như nào, nhưng mà em không phải là một cái người có tính cạnh tranh cao đâu. Em nhìn em như này thôi, em là một cái người mà hữu xạ tự nhiên hương vậy đó. Tức là nếu mà cái gì là của em nó sẽ là của em. Còn nếu mà nó không phải của em thì em là ok, bye bye. Thế. Tức là em không phải là cái người mà sẽ giành giật để mà phải lấy một cái gì đấy về mình đâu. Em không phải là một cái người mà có tính cạnh tranh cao như thế đâu. Em nhưng mà trong cái show em bắt buộc phải tồn tại trong 15 ngày không? Đấy, nhưng mà nếu mà nó là show sống còn thì em sẽ thấy đó. Thế. Thì đang hỏi với tư cách là show sống còn. Đúng rồi đó. Còn em nghĩ là khi mà em đã có một cái cơ duyên vào trong một cái chương trình như thế này đi. Ừ. Nếu em không thể có được tình cảm gọi là tình yêu thì em sẽ có các bạn. Ừ. Thế thôi. Còn em sẽ không phải là một cái người vào đây để chơi game và cuối cùng tôi không có một người bạn nào hết.